안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cái series tính từ tiếng Hàn thực tế Trước đây thì mình đã thực hiện cái series này rồi Tuy nhiên ở cái phần này mình có chỉnh sửa lại một chút Đó là với mỗi từ vựng thì có kèm thêm ví dụ Để các bạn có thể dễ dàng hiểu hình dung hơn về cách sử dụng của từ Và cố gắng khi học đến từng từ nào thì các bạn lấy thêm nhiều những ví dụ khác Xoay xung quanh từ đó để chúng ta vừa học được từ vừa học được câu nhé Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với tập 2, vẫn là 30 từ vựng tương ứng với 30 ví dụ. Thuận tiện. 편리하다 ly ha tả. ha tả. ha tả. Thuận tiện hoặc là tiện lợi đấy. Các bạn có từ 편리 ly. Các bạn cần chú ý về cách phát âm đó là chúng ta cần biến âm như biến đổi thành riêng là 편리하다 ha tả. Thuận tiện. Ví dụ, nơi này chắc chắn được giao thông cũng thuận tiện. 이곳은 확실히 괜찮네요. 교통도 편리하고요. Nơi này chắc chắn được, giao thông cũng thuận tiện. Các bạn có đây là gì nhỉ? 이곳 có nghĩa là cái nơi này. 확실히 là chắc chắn, 괜찮네요 là ổn hoặc là không sao hoặc là được. 교통 có nghĩa là giao thông. 교통도 giao, giao thông cũng 편리하고요 cũng thuận tiện phức tạp phức tạp hà đa, phức tạp hà đa, phức tạp hà đa, phức tạp các bạn chú ý dòng chữ màu xanh màu xanh lá dòng chữ thứ ba thế này chính là phần mình mở rộng phiên âm các bạn cần chú ý gấp đôi phụ âm ở cái âm tiết thứ hai phức tạp hà đa, phức tạp ví dụ giao thông phức tạp giao thông y phức tạp hèo giao thông y phức tạp hèo kiêu thông y bục cha hèo giao thông phức tạp. còn có kiêu thông là giao thông bục cha hèo Cần chú ý gấp đôi phụ âm ở cái âm tiết thứ hai và nối âm ở cái âm tiết thứ ba thành âm thở. Bục cha hèo mặn cha da cha da cha da mặn. Rất là ngon, không hề mặn gì cả. 엄청 맛있었어. 하나도 안 잤어. 엄청 맛있었어. 하나도 안 잤어. rất ngon hoặc là cực kỳ ngon, không hề mặn gì cả. 엄청 nghĩa là rất là hoặc là vô cùng cực kỳ. 맛있었어 đã rất là ngon. 하나도 có nghĩa là một cái cũng ăn là không chát sò cũng không mặn tức là gì nhỉ? một chút một tí cũng không mặn hoặc là không hề mặn gì cả đơn giản 간단하다 간단하다 ha 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 đơn giản ví dụ nói một cách đơn giản thì 간단하게 말하면 ha 말하면 nói một cách đơn giản thì các bạn có 간단하게 tan hage có nghĩa là một cách đơn giản. 말하다 là nói, còn 면 mang nghĩa là nếu thì. 말하면 nếu nói thì. 간단하게 tan ra miên nếu nói một cách đơn giản thì gì gì đó. Tâm trạng tốt. 기분 좋다 기분 thả. 기분 좋다 thả. khí thả. Tâm trạng tốt. Các bạn có chu thả nối âm lên phát âm thành âm thờ trong tâm trạng bạn hôm nay tốt vậy? 오늘 기분 좋아 보이네. 오늘 기분 좋아 nè. Trong tâm trạng bạn hôm nay tốt vậy? Một câu cảm thán, hoặc là nhỉ. Trong tâm trạng bạn hôm nay tốt thế nhỉ? 오늘 hôm nay 기분 좋아. Kết hợp với bôi ta mà nghĩa là nhìn hoặc là trông, để đuôi câu cảm thán. Hôm nay trông bạn nè Tâm trạng bạn hôm nay tốt vậy. Đáng yêu hoặc là dễ thương. 사랑스럽다. 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 Dễ thương, đáng yêu, gấp đôi phụ âm tờ các bạn nhé ở cái âm tiết cuối này. 사랑스럽다. Đáng yêu hoặc là dễ thương ví dụ chào cô giáo dễ thương hoặc là chào cô giáo dễ thương ạ à, là sẽ là anh nhang aseo sa răng srulon son sen nhịm anh son có nghĩa là chào cô giáo dễ thương cạn có anh nhang aseo là một câu chào sa răng son sen là cô giáo dễ thương một cụm này được gọi là cụm danh từ cạn có sa răng srulpta biến đổi trở thành là 사랑스러운 선생님 son cô giáo dễ thương, dễ thương hoặc là um, cô giáo đáng yêu ấn 사랑스러운 ha son chào cô giáo dễ thương ạ bàng hoàng hoặc là hoảng tháng hoang sư độc tà tháng hoang sư độc tà tháng hoang sư độc tà bàng hoàng hoặc là hoảng hoặc là hoảng hốt Hoàng quá à hoặc là bàng hoàng quá nó mu thắng hoàng sư đâu à. nó mu thắng hoang à. hoảng quá hoặc là bàng hoàng quá à bình an hoặc là bình yên bình an ha tả bình an ha tả bình an ha tả bình an bình yên một tuần rồi của bạn bình an chứ? Hàn chu an, bình an ha sân này ốc. Hàn chu đồng an, bình an ha sân này ốc. Một tuần rồi của bạn bình an chứ? Hàn chu là một tuần, tung an là trong. Hàn chu đồng an, trong một tuần ý. Bình an ha sân này ốc. có bình an ha đà bình yên. Ở đây người nó đã thêm kính ngữ là từ si vào thể hiện cái ngữ trang trọng hơn và ở cái dạng đuôi quá khứ tức là gì nhỉ đã bình yên chứ thì các bạn sẽ chia đuôi quá khứ chi biến đổi thành chắc và thêm nà yo một đuôi câu hỏi dạng lịch sự thân mật nhẹ nhàng han ju đồng an phiêng an biến âm phát âm thành chân này ó lạ hoặc là kỳ lạ lạ lùng các bạn có y sang ha tả y sang ha tả 이상하다. 라. thật là lạ quá đi. 참 이상해요. 참 이상해요. thật l 참. mà n 이상해요. 라. 안전. 안전하다. 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 Tắm ở đây an toàn Hoặc là nếu tắm ở đây thì an toàn Giờ kì sơ suy dâng hà miên an toàn hèo Giờ kì sơ suy dâng an toàn hèo Tắm ở đây an toàn Nguy hiểm Nguy hiểm đó, trèo xuống cây đi 위험해 나무에서 내려와 위험해 나무에서 내려와 nguy hiểm đó nguy hâm hề một câu nhắc nhở nguy hâm hề ná mua e né à trèo xuống khỏi cái cây đi chèo xuống cây đi Nam mua là cái cây Nam mua ở cái cây từ cái cây thì né đeo à là hãy đi xuống đi hoặc là chèo xuống đi nổi tiếng yu miang ha ta yu miang ha ta yu miang ha ta nổi tiếng cà phê việt nam rất nổi tiếng bệt nam khóc phi chín cho yu miang hèo bệt nam khóc phi chín cho yu miang hèo cà phê việt nam rất nổi tiếng bệt nam khóc phi là cà phê việt nam chín cho là thực sự hoặc là rất yu heo, nổi tiếng. người Hàn Quốc người ta rất là thích cà phê Việt Nam và thường người Việt Nam thì hay làm quà bằng cách là tặng cà phê như cà phê g 7 chẳng hạn hoặc là nét cà phê dành tặng người Hàn Quốc thì người ta rất là thích. thoải mái, 편하다, 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 thoải mái. Hãy nghỉ ngơi một cách thoải mái nhé. 편하게 쉬세요. suy 쉬세요. Hãy nghỉ ngơi một cách thoải mái nhé. Các bạn có suy là động từ mang nghĩa là nghỉ, nghỉ ngơi. Seyo đôi câu đề nghị suy xéo hãy nghỉ ngơi. Phiên một cách thoải mái. Các bạn có thoải mái là phiên ha tả. Còn biến đổi cái dạng là gì nhỉ? Một cách thoải mái thì các bạn thêm từ kê sau gốc của tính từ. Phiên hà suy xéo hãy nghỉ ngơi một cách thoải mái nhé nghiêm trọng hoặc là nặng sim ha simha sim ha nghiêm trọng hoặc là nặng tớ cũng bị say xe nặng hoặc là tớ cũng bị say xe nghiêm trọng đấy 저도 멀미가 심해요 mi 멀미가 심해요 tớ cũng bị say xe nặng 저도, tu tôi cũng mình cũng em cũng 멀미, mì là cái trứng say xé sim hẻo nặng rồi cũng bị say xe nặng trẻ hoặc là nhỏ hoặc các bạn hiểu là nhỏ tuổi ít tuổi hoặc là trẻ tuổi đấy các bạn dùng với orida 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 trẻ hoặc là nhỏ yuna nhỏ hơn tôi những năm tuổi yuna si ga cho boda năm sáu sáu năm Yuna Shi 저보다 cho 살이나 ta 유나 nhỏ hơn tôi những năm tuổi hoặc là Yuna trẻ hơn tôi những năm tuổi. Yuna Shi các bạn Yuna này này cho bố ta, bố là một từ so sánh bằng nghĩa là so với, so với tôi trò là tôi cho so, so với tôi thì Yuna ấy năm sáu có nghĩa là năm tuổi na từ được gắn vào sau những cái lượng từ chỉ đơn vị nó dùng để là gì nhấn mạnh Mà nghĩa là những tới tận những năm tuổi rim ta mang nghĩa là nhỏ hơn tôi yuna thì nhỏ hơn tôi những năm tuổi trong trẻo hoặc là sáng sủa hoặc là trong hoặc là trong xanh còn có từ mắc tà mắc tà mắc tà biến âm cần chú ý gấp đôi phụ âm mắc tà trong trẻo hoặc là trong xanh hoặc là sáng sủa trời trong xanh nắng si ca mang cài ô trời trong xanh nắng có nghĩa là thời tiết hoặc có thể dịch là trời tiết trời đấy bay cài ô tiết trời trong xanh muộn nứt tà nứt tà nứt tà muộn các bạn chú ý biến âm và gấp đôi phụ âm ở âm tiết thứ hai muộn quá rồi nó mu nứ chất sỏi ồ nó mu nứ chất sỏi muộn quá rồi nó mu mang nghĩa là quá nứ chất sỏi đã đã rồi đã muộn đã muộn quá rồi các bạn chia thành đôi quá khứ ngon masita 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 Ngon Ăn vụng quả nhiên rất ngon Mô lê mô kinh có sĩ si, Yọc sĩ si Masita Mô lê mô kinh có sĩ si, Yọc sĩ si Masita Ăn vụng quả nhiên rất ngon Cạn có mô lê mô lê có nghĩa là một cách vụng trộm Một cách bí mật Mộc mộc tà mô lê mộc tà là ăn vụng này còn ưng cọt có nghĩa là cái việc mà ăn vụng ấy biến đổi động từ thành danh từ các bạn thêm ưng cọt cái việc mà đã ăn vụng ấy thì cái việc mà ăn vụng thì nhọc -sì", yokshi -sì là quả nhiên má xít quả nhiên là rất ngon không ngon má tóc tà má tóc tà má tóc -tà", tà không ngon các bạn chú ý biến âm Ở cái dòng chữ này mình đã mở rộng cho các bạn Món ăn đó không ngon Cửm si <laughs> cươn má tóc tà Cửm si cươn má tóc tà Món ăn đó không ngon Đắng Sư tà Sư tà Sư tà Đắng Cà phê đắng quá hả Coffee nó mù Coffee nó Cà phê đắng quá hạ Coffee là cà phê Nó mù đắng hạ Đắng quá hạ Đắt pizza xa tả Bí xa tả tả Đắt Cái này hơi đắt Làm ơn giảm giá đi Bí xanh để Chôm cà cao chú xeo Bí để Chôm cà cao chú xeo Cái này hơi đắt làm ơn giảm giá đi Bí săn để cái này hơi đắt mà Bí xa tả gắn nâng đề một cách một cái hình thức kết nối câu một cách tự nhiên chôm các ca chú xéo chôm các ca là làm ơn hãy hạ giá một chút đi hoặc là làm ơn giảm giá đi yếu yakata 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 yếu yếu ớt hoặc là yếu đuối các bạn nối âm lên yakata ví dụ ý chí yếu ớt chí chí ga, ý chí ca ý chí ca ý yếu ớt ý chí ý chí là ý chí hoặc là yếu yếu ớt âm u hư đi

mà nghĩa là sẽ mưa. Thế thì để nối hai cái cụm này, người ta gắn với từ cô, hư ga 비가 올 ya xấu, 나쁘다. 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 xấu. Nó không phải hoàn toàn xấu đâu. Hoặc là gì nhỉ? hắn ta hoặc là anh ta. 그는 아주 나쁜 사람은 아니에요. 그는 아주 나쁜 사람은 아니에요. Nó không phải hoàn toàn xấu đâu. 그는 nó là gì nhỉ? Hắn ta, anh ta. 아주 là rất 나쁜 사람 có nghĩa là người xấu. 아니에요 có nghĩa là không phải. Không phải là người rất xấu đâu. Hoặc các bạn cũng có thể dịch là nó không phải là người xấu hoàn toàn đâu. Sạch sẽ. Kê cư tha tả kecuta ta, sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ dọn phòng sạch sẽ. 지금 깨끗하게 방을 정리할게. 지금 깨끗하게 방을 정리할게. Bây giờ mình sẽ dọn phòng sạch sẽ. 지금 bây giờ tha ta có nghĩa là một cách sạch sẽ này. 방을 정리하다 phát âm là 정리하다, mang nghĩa là dọn dẹp phòng riêng mà nghĩa là sẽ thường dùng với ngôi thứ nhất thể hiện cái ý chí khá là mạnh mẽ bây giờ thì mình sẽ dọn phòng một cách thật là sạch sẽ chậm hoặc là chậm chạp gọi có từ nư tả nư tả nư tả chậm chậm chạp thời gian chậm chạp trôi đi si đi nư kanda Thời gian đi Thời gian chậm chạp trôi đi. Thời gian đi. Có nghĩa là thời gian trôi. Nư có nghĩa là một cách chậm chạp. Thời gian chậm chạp trôi đi. Thời gian đi Cây Mép Cay. Mép tả. Mép tả. Mê tả. Cay. Hành tây cay quá. 양파는 너무 매워. mua mèo. 매워. mua mèo. Hành tây cay quá. Yangpa có nghĩa là hành tây. Đó mua mèo hoặc là đó mua mèo Cay quá. Các bạn có từ mép tà khi mà chia theo video biến đổi thành mèo Trong mối quan hệ xuồng xã không cần kính ngữ thì các bạn có thể bỏ yo đi. Yangpa 너무 매워. mua mèo. Nhạt xin có tà, nhạt, chú ý gấp đôi phụ âm tờ ở cái âm tiết cuối các bạn nhé. Sinh tà, mình ơi hình như canh hơi nhạt. 여보 bộ, cu 것 같아요 có un có 것 같아요 bộ, xin có Mình ơi hình như canh hơi mặn. Do bộ một từ hô gọi ví dụ là mình ơi, Cục thường là vợ chồng gọi nhau cu có nghĩa là canh Sinh có tà gọi biến đổi thành Sinh có un và xin có un có cả thải ổ mà nghĩa là hình như các bạn có cái cấu trúc ngân có cả thải ổ mà nghĩa là hình như hoặc là có vẻ thì đầu tiên các bạn cần biến đổi là Sinh có tà thành sinh có un cái bi ướp ở vị trí bát chim này biến đổi thành u Sinh có u và gắn nên có cả thải ổ sau góc của tính từ 여보, 그기 신가운 것 같아요. 통민, 똑똑하다 똑똑하다, 똑똑하다, 통민 사지, 통민과 vậy? 언니, 왜 이렇게 똑똑해요? 언니, 왜 이렇게 똑똑해요? 사지, 통민과 vậy? 언니 là chị chị ơi về tại sao 이렇게 là như thế này này túc túc khéo thông minh sao chị thông minh quá như thế này vậy tự hào hoặc là hãnh diện pu tư tha 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 tự hào hãnh diện trước hết mình cảm thấy rất hãnh diện 일단 정말 뿌듯해요 일단 tư 뿌듯해요. Trước hết mình cảm thấy rất hãnh diện. Cạn có il-tàn có nghĩa là trước hết hoặc là trước tiên gấp đôi phụ âm lên các bạn nhé. 정말 thực sự này, 뿌듯해요 thực sự mình hãnh diện hoặc là các bạn dịch là Trước hết mình cảm thấy rất hãnh diện. 30 từ vựng tương ứng với 30 ví dụ các bạn hãy suy nghĩ xem chúng ta có thể đặt thêm nhiều những ví dụ khác để chúng ta nói được nhiều câu hơn xoay xung quanh những từ vựng đó Chúc các bạn sẽ ghi nhớ và nói tiếng Hàn thật là tốt hơn mỗi ngày Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau